camera, máy san chuyên quay phim, đám cưới, văn nghệ, mừng nhà mới. Mọi chi tiết xin liên hệ 033 9146 950. Xin chân thành cảm ơn quý khách.
cháu cứ ngồi thế thôi, im thế thôi. Không có túi. Mẹ khỏe.
Trang Nhớ. Trang Nhớ sáng lung trắng sùng viết và trắng mà viết bò viết mè hà hơn. Ở lung phần trai tuổi xếp sàm trắng hù tất bí. Lung phần ninh tuổi xếp xí trắng hù tất hừng. Tất hừng này là hứng tóc sau xí. Tất bí là bí còn nòi sau sòng. Còn những cháu bấu bà hay là mà. Còn những cháu bấu bà na lỏng nồng. Còn những cháu bấu liệm sàm ngói ấy xài. Cái nó sửa bát hùa lúc qua sửa bát bà. Lúc này phải kèn hát bát tù luôn hơn phải lừa. Tôn phần tâm phần sai lại phải nằm. Tôn phần trai xa lộ bán lộ mơn. Chắc chắn biết năm gắn củ thầm chu gặp tôn tận hài. Mặc tên chủng tên mũ. Mặc tên chủng tên mũ luôn cả. Vua già tàn nai ta. Tôi kính thưa quý vị thân mến, mỗi con người sinh ra trên cuộc đời này đều đã được thượng đế định đoạt cuộc đời của mình ở đâu đó trên trái đất này. Và chỉ cần hai người họ đi ngang qua nhau, họ gặp nhau, thế là câu chuyện tình yêu bắt đầu. Vật chất, mà đó chính là tìm được một tình yêu đích thực, một nửa hạnh phúc của cuộc đời mình.
nhau. Từ những cử chỉ, những lời nói, ánh mắt của buổi đầu tiên gặp gỡ như vậy thì hai bạn cũng đã nhận ra rằng đây chính là nửa tình yêu, nửa hạnh phúc mà bấy lâu nay mình đang đi tìm kiếm. Qua quá trình yêu nhau rất là lâu thì cuối cùng ngày hôm nay tình cảm, tình yêu của đôi bạn trẻ cũng đã đến giai đoạn chín mùi. Và hai bạn cũng đã trở về xin phép hai bên gia đình, xin phép cha mẹ để tác hợp cho mỗi lương duyên, để được về sống bên nhau, để cùng nhau chia sẻ những đắng cay mệt ngọt trong cuộc sống. Và tại tháng phòng hôn chuyện cưới của họ, gia đình nhà trai ngày hôm nay cũng đã có đầy đủ các gì đại diện nội tộc ngoại tộc của hai bên gia đình thông gia. Và quý quan khách, và đặc biệt hơn nữa là những người bạn, những người thân, những người đồng nghiệp của cô dâu chú rể cũng đã hiện diện tại khán phòng tình yêu ngày hôm nay. Và ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố chương trình buổi đại lễ thành hôn mừng hạnh phúc chú rể Minh Cường, cô dâu Thu Thu xin chính thức được bắt đầu. Bắt đầu với tay lớn quá. Cô dâu chú rể trong ngày đại lễ trọng đại ngày hôm nay, cảm ơn trung tâm tổ chức sự kiện Thiên Thủy đã mang đến không khí sang trọng của buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, ngày vui ngày hạnh phúc trọng đại như ngày hôm nay thì ban tổ chức chúng tôi cũng xin được giới thiệu về phái đoàn hai bên gia đình như sau. Về phía phái đoàn gia đình nhà gái có ông Vũ Văn Vương và bà Hoàng Thị Nhẫn, là thân sinh của cô dâu Thuyết Thu đến từ mảnh đất Hà Nguyên Tuyên Quang. Xin kính mời hai bà sẽ bước lên một bước để cúi chào đến toàn thể quý vị ạ. Xin một tràng vỗ tay thật lớn để dành cho phái đoàn gia đình nhà gái ạ. Cảm ơn ông bà. Và bên phía trung tâm phái đoàn gia đình nhà gái, nhà trai trân trọng giới thiệu của ông Hoàng Văn Sót và bà Lường Thị Quân, là thân sinh của chú rể Minh Cường. Xin mời ông bà sẽ bước lên một bước và cúi chào đến toàn thể quý vị và dành một tràng vỗ tay thật lớn cho phái đoàn gia đình nhà trai đi ạ. Cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị, của đôi bạn trẻ đó là chú rể Minh Trường, cô dâu Thu Thu, người đang khoác lên trên mình những bộ trang phục đẹp nhất, nụ cười sáng ngời nhất. Xin mời cô dâu cũng như chú rể sẽ tiến lên hai bước cúi đầu thật sâu để chào đón toàn thể quý vị và một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng ạ. Cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Xin mời cô dâu chú rể sẽ tiến thêm một bước nữa đi ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, khoảnh khắc hạnh phúc nhất đó là cô dâu chú rể sẽ trao cho nhau vòng nhẫn cưới. Kỷ vật thiêng liêng cả cuộc đời sẽ theo cô dâu chú rể đến hết cả cuộc đời. Xin mời cô dâu chú rể sẽ quay mặt vào nhau đi ạ. Xin mời. Và để phần không khí thêm sang trọng cũng như lãng mạn hơn nữa thì chú rể có thể quỳ một gối xuống và trao cho người vợ thân yêu của mình ngày hôm nay được không ạ? Xin mời chú rể ạ.
dài cho cô dâu chú rể để cô ạ. Xin mời quý vị ạ, xin mời cô dâu chú rể sẽ tay chung tay thắp lên ly rượu của tình yêu, ly rượu của hạnh phúc. Và đúng quả đúng là người ta thường nói câu rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình chung một khắc nghĩa dài tháng năm. Và chúng ta đã thấy niềm vui hân hoan hạnh phúc của đôi bạn trẻ, đó là nở trên khuôn mặt của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và một lần nữa, một nước tràng vào tay thật lớn thật dài không mất của tất cả quý vị đi ạ. Xin mời. Cảm ơn họ tiếng lại của mẹ Quỳnh Đông ngoài em và chó chúc sắc đôi cô bia.
lại thay lát áo chờ cô hát cả ta phục lành quanh cả ta phục lón mấy lùi những trái này cần ở chung sân sân phú tăng gia hảo khăn xỉn sờ ở lịch kiếm hanh lùi hanh tẩu thứ xa mắt đô lan cả sổ phá khóa mò tinh lại qua mẹ phía nào hỏi em còn cả hảo khăn mặt dân mất tinh lại qua mẹ phía nào hỏi em tất cầu đây xin tư sao đó. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời phái đoàn hai bên gia đình, quý vị cô dâu chú rể sẽ trở về quốc gia bản tiệc để cảm ơn toàn thể quý vị ngày hôm nay. Chân trọng cảm ơn.